Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đến với kênh Đường Về Vlog nha. Hôm nay Đường Về Vlog sẽ đi đi câu cả nhà ơi. 2 tháng mấy nay chưa có được đi câu. Hôm nay trời cũng khá đẹp nè, cuối tuần Đường Về Vlog sẽ đi câu với anh Dũng nha cả nhà. Rồi anh Dũng cũng đang đi chặt mấy cái tre rồi để mình cắm trại. Hồ đẹp không? Tuyệt vời ha. Đó. Đường Về thích nhất là cái cảnh này đây, thấy chưa, những cây sao đó, cây sao chắc cũng 50 60 năm tuổi rồi đó. À, tuyệt vời không? Rồi hôm nay Đường Về Vlog sẽ đi câu cá hoàng đế bằng mồi cá cơm này cả nhà, hy vọng sẽ kiếm được vài con. Đây, và đây là hành lý của Đường Về nè. Rồi cần câu thì cũng đã bỏ lên ghe rồi cả nhà. Thì có lều, Đường Về có lều nè. Đó, dụng cụ câu cá, thức ăn nó tất cả đều ở trong này. Biết sao không, khi Đường Về này, vlog đi quay trên đảo á, thì ở mấy ngày trên đó thì lương thực ở đâu mà ăn, làm gì có rau tươi đúng không, nhưng mà Đường Về vẫn có được quay. Thì cái này là nhờ anh Dũng nha cả nhà, anh ghê đó, thì anh sẽ chuyển đồ ra cho Đường Về, thì Đường Về sẽ có rau tươi, thịt tươi, cá tươi để mà Đường Về nấu nướng và quay phim. Rồi xin chúc cả nhà một ngày an lành nghe cả nhà ơi. Rồi xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Năm tắc công trình nhỏ thì là bệnh nó mới sâu nhiều. Cái con gì nó kêu giống con gà nước à. Nó kêu không biết con gì. Con gà nước à, nhỏ ơi. Nó kêu cả đêm á. Tháng trăng là 1 2 giờ nó cũng kêu. Ở miền Trung á kêu con gà nước. Câu cá hoàng đế là phải như vậy nè cả nhà. Phải đập dưới nước vậy, mà vậy á, nó mới chịu ăn. Nhưng mà nãy giờ đập hoài mà chưa thấy ăn gì hết trơn. Ông thầy này chuyên nghiệp câu cá bằng đế này cả nhà. Sáng giờ lên bị mắc mưa chưa chưa câu được con nào hết trơn. Phải đập ầm 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 vậy nó mới chịu. Mình cũng quăng thử một cái.
chỗ này nó không có, nó không mắc trà. Đây vô đi, có chỗ nào mà cỡ 3 mét không, tuyệt vời anh Dũng. Chỗ đây mà nó, nếu mà nó lên cao nữa có 3 mét á. Đây hả? Ừ. Đây lên nó ngập như tới. Anh câu cá mà có con bướm mà. Thấy con bướm cả nhà. Hái đẹp không? Đấy, ông Dũng nè. Hay có mặt ông kìa. Đó. Này con bướm ghê, con bướm tròn là nó không đẹp nha. Nhưng mà con bướm đậu. Chịu ảnh đậu ảnh ghê. Chịu lỗi không? Quay quần thôi nha, cháu không quay chân. Có duyên với con bướm ghê. Coi chịu nổi không? Cái đây là ngay cái mé suối nè, ngay cái ở đây hả? Ở cái mé mèo đó ngay cái mé suối đó. Đi luôn. Đây là không chìm nha. À. Rồi đó mình thả. Đó đây chẳng hạn. Ok. Là ngay lòng suối ha. Ở đây thì đi ngược gì vậy? Khó ăn nó lắm chứ không phải dễ không. Nhưng mà lúc mà nó chuẩn bị đẻ là anh yên tâm đi, em xuống nó bỡ đó nè. Đâu nó đẻ nó chạy mà. Nó đang đẻ nó không có làm gì được hết. Nó càng quậy là lúc nó đẻ đẻ nhiều quá. Đó. Nhưng mà đứng vậy là không đúng nha. Lúc nữa hả? Đứng vậy không bao giờ đứng. Nó phải là tán bây giờ là bự hơn rồi. Cho lúc xuống nữa hả? Nó có nhiều lắm. Cả đó coi chừng chìm đủ phao luôn. Chứ bây giờ sao? Mình thử từng miếng vậy đó. Thử cái cậu đài này nó rất là khó. Ăn chưa? Cá bàn cá nó sảy đứt rồi, không có nướng ngon rồi. Nó dính bằng đêm không? Cái sao? Thôi cái trời bị dính bằng ngày mới lọ. Móc chùm bỏ xuống suối nè là lắm rồi. Nhiều lắm anh. Tại em chịu khó, nếu mà em chịu khó em đi vòng vòng á thì bắt nhiều hơn. Vậy giống bị cắm vậy. Đâu, cứ ngồi chỗ 30 phút là lắm à. Nó không có chờ lâu. Loại đó mà thải xuống là nhắm mấy cái là nó tới liền à. Cứ câu chỗ 30 phút lượm mấy con. Có nhiều bu vậy hết à. Ừ. Mà tại hôm qua làm biết với mưa vậy em chờ hai vợ chồng cho em leo cây tiếp lần tới 6 giờ mới ăn trưa. 6 giờ chiều mới ăn trưa. Lúc chiều đó em hú anh rồi. Vô dông em tới em rồi. Nghĩ là dông tới rồi, thôi anh về chút anh ra, em nghĩ vậy đó. Bị dông ở ngoài kia xong về một cách là thấy trên đầu nó đang thùi lùi nữa rồi. Xong cái ngồi chờ nữa, ngồi chờ ông ra chờ hết mưa dám lại đâu. Thả mưa ra đầu ra cũng thấy ra về cứ cà dòng bến nó có dắt mà
mà cái lại gần hồi lúc mà đi vòng 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 á, trời nó chớp á, ngồi luôn dưới ghe. Rồi, chứ nếu mà leo lên được xe chạy mất rồi, thấy nó chớp ghê quá, giờ lại cái xe sát đánh thì mẹ. Hôm qua là cái ngày tồi tệ nhất luôn. Kiến đều mắc mát, điện thoại rớt luôn rồi, gì nữa, rớt nước là nó bị cá sảy hả, nước mưa hay rớt nước, nước mưa chứ. Đây nè, cái thùng thùng này là nguyên khay nước ngâm này, cũng ngâm nước còn gì, không phải à, nó ngập lên á, em bỏ hồi đây là đẩy cây nước nè, hỏi anh cũng là coi như là ngâm nước còn gì. Không, ấp nó lại hả? Qua đây luôn à. Có hai cái vực, vực này với vực kia câu ngon. Mà vực kia mấy bên đây em thấy ai câu trên. Không chỗ ngồi. Đúng rồi, nó đứng quá, ngồi không được. Nó đứng ngồi không được. Nó cứ ngồi là nó tụt, ngồi tụt nó ngồi á. Ngồi xuống. Mình không mình cầm. Cái ghê của cô là cô bảy phải không? Vậy cái đám mấy cây này của bà chứ còn có ai. Mấy cây quá. Bảo ai bệnh nhìn bà biết á, nhưng mà bà cũng có nói. Bà